Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một gói miến ăn liền mang tên Phú Hương nha mọi người. Miến Phú Hương mọi người nè. Hương vị là sườn heo mọi người nhé. Hương vị sườn heo. Miến Phú Hương này là của thương hiệu Acicook nha mọi người. Miến ăn liền mọi người ạ. Thành phần dinh dưỡng của nó là gồm năng lượng là 190 calo này, chất béo là gồm 2,3 gram carbon hydrate là 40,3 gram, chất đạm là 2,1 gram, vitamin B12 là từ 1,2 đến 15,6 mg gram. Công ty cổ phần Acicook Việt Nam, số lô 23 đường số 11 nhóm công nghiệp 2 khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cách dùng của gói miến này là các bạn cho bát miến vào và các gói gia vị ở tô. Xong thì mọi người chế nước sôi vào khoảng 400ml để đắp lại chờ 3 phút, trộn đều và dùng được ngay. Sản phẩm này thì các bạn chỉ cần nấu nước sôi sẵn mọi người này. Và mọi người cho miến ở trong gói này vào tô nha. Các bạn bỏ hết gia vị vào cùng thì các bạn cho nước sôi vào. Cho nước sôi vào thì 3 đến 4 phút là các bạn có thể thưởng thức luôn nha. Nó chín rất là nhanh mọi người. Thành phần của nó thì gồm tinh bột khoai tây, chất làm dày, tinh bột đậu Hà Lan, tinh bột đậu xanh. Các gói gia vị của nó là gồm muối, đường, chất điều vị, dầu cọ, chả heo, nấm nguyên trứng, protein đậu nành, tinh bột khoai mì, hành lá sấy, ngò rí sấy, chiết xuất nấm nem, bột kem không sữa, ổ thịt heo, chất chống đông vón, phẩm màu tự nhiên, chất điều chỉnh độ axit, hương liệu tổng hợp, nguyên liệu bổ sung vitamin B12, thành phần có chứa đậu nành, trứng, casein, cá. Trang ra kiếm trùng nhãn ở đây ăn được hùng trang. Hết video đây. Hết video đây. Mời các mình đi kiếm trùng nhãn đó. Hãy cho mặt không mình đi ra. Tôi đau đớn. Tôi gục ngã. Đây nha mọi người, sản phẩm với công nghệ Nhật Bản, miến Phú Hương là thương hiệu miến ăn liền được chọn mua nhiều nhất cho mọi người. Rất là ngon và rất là xinh luôn mọi người ạ. Màu ngoài là màu xanh nha mọi người. Mỗi màu thì nó sẽ mang một hương vị khác nhau cho mọi người. Và mọi người lưu ý cho mình là màu xanh này thì nó là hương vị sườn heo nha mọi người nha. Mọi người có thể chọn các hương vị khác nhau nha, rất là nhiều. Ở miến Phú Hương nó còn rất là nhiều hương vị mọi người ạ. Còn có, mình nhớ không nhầm là còn có cả hương vị gà nữa mọi người ạ. Hương vị bò, hương vị sườn heo, rất là nhiều các loại mọi người nha. Nên là mọi người có thể lựa chọn vị mà các bạn yêu thích nha. Sản phẩm này thì các bạn có thể mua ở trong siêu thị, tạp hóa, rất là nhiều nơi bán những cái đồ nhu yếu phẩm là sẽ bán những cái gói miến như thế này nha mọi người. Khi mà các bạn ăn mì tôm, ăn những cái đồ khác các bạn chán rồi, các bạn có thể chuyển sang miến nha. Giá của nó cũng vô cùng rẻ, nó cũng chỉ ngang ngang như thế thôi, 5, 6, 7, 8, tùy vào chất lượng của miến và cũng tùy vào thành phần của nó thì số tiền nó cũng được đi theo cùng với sản phẩm nha mọi người. Mọi người có thể dùng miến này dùng để ăn sáng hoặc là thay thế cho những cái bữa ăn nhanh, những cái bữa ăn xế hoặc những cái bữa phụ nha. Rất là nhanh và tiện nha mọi người. Nói đi. Ánh sáng vừa đủ rồi, mình đâu có cần cắm nữa đâu. Không. Ôi. Đây nha mọi người. Cứ
ơi, tắt đi. Chói chàng ơi. Ôi giời, mình vừa uống tí nước mà nó chua thế các bạn. Đây các bạn nha, cái này thì các bạn có thể thay thế bữa ăn sáng nhé, rất là tiện mọi người ạ. Đây là của hãng Acicook nha mọi người. Rất là ngon luôn mọi người ơi, rất là tiện. Ảnh minh họa của nó thì nó có những cái miếng sườn non nha mọi người này. Sườn sụn đó mọi người, sườn non là sườn sụn đó mọi người. Rất là ngon nha mọi người. Sợi dai, ngon trọn thanh mát. Tinh bột đậu xanh, vitamin B12. Và trong cái gói này là có vitamin B12 nha mọi người. Mấy giờ rồi? Một phút mới được có 6 phút. Mọi người có thể tham khảo gói mì này để dành cho bữa ăn sáng, bữa ăn nhỡ nha. Khi nào các bạn đói thì các bạn có thể ăn phụ nha. Hàng này là hàng của nhãn hàng Acicook. Miến phú hương nha mọi người. Miến phú hương này thì nó có rất là nhiều các loại miến khác nhau mọi người ạ. Nó có cả miến mà miến gạo không đó mọi người. Miến gạo mọi người. Phú hương này thì là loại miến mà cũng có tên tuổi mọi người ạ. Thương hiệu rất là chuyên dùng ở Việt Nam rồi nha. Rất là ngon. Mọi người có thể tham khảo nha. Video của mình đến đây là kết thúc mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.